40 xe là xịn Tại cái vì đó. hồi trọng mà tôi thử rồi nó không được giải cái bông, nó cũng Dạ. sẽ xám hơn cả. Chào bà con đối với kênh Làm Nông Cùng Ngoại Farm. Cái khu vực mà Lương đang đứng là gần ủy ban xã Tiên Thạnh nha bà con, của Kiến Tường, Long An. Tại vì nhắc tới Long An thì bà con nhớ là nếp Long An đúng không? Rất nhiều bà con ở Long An có cái thói quen là canh tác giống lúa E18, giống như cái đồng mà Lương đang quay cho bà con xem nè. Nay 80 mấy ngày rồi, chuẩn bị thu hoạch nha bà con. Đối với mức giá thì anh lấy cọc là ở mức là 7.000 rồi đó. Cái giá cực tốt đúng không bà con? Đối với bà con nhớ không, ở cái năm trước á, giá của E18 và hầu như những cái giống lúa khác á, bà con thấy cái giá có 5.500, 5.600 thì ai bán sau này nè được là giá 6.200, nhưng mà hiện tại giá mức giá 7.000. Và theo Lương được biết á, thì phân UG á, và tất cả những loại phân là đang tuột, nên là cũng là một cái tin vui cho bà con mình. Giá lúa có và cái giá phân tuột thì cái chi phí bà con sẽ được giảm xuống. Thì Lương mong là tất cả những bà con ở khu vực luôn là năng suất được ổn định, tại vì được mùa được giá thì rất là tuyệt vời nha bà con. Là có mấy ông xung quanh là hỏi mà anh không biết tên cái hiệu chai nên là đâu chỉ được đâu, đưa luôn cái vỏ. Cô ra là bật lại á. Dạ. Anh ém nước này mấy ngày? Mới khai là 2 bữa à. Dạ. Cái kết hợp với em á là từ giai đoạn đồng. Ừ, từ khi giai đoạn đón đồng á. Dạ. Với thịt cái kiểu cọc á, mà thân trời. Dạ. Rồi tới đổ thịt kẽm, không có thịt khuẩn phải không? Anh đâu có thịt khuẩn. Không, không có thịt khuẩn. Dạ. Kẽm với là cái gì cờ... Cái chai nhôm. Kẽm với cái chai xanh xanh á. Ờ, chai xanh. Chai nhôm, chai là Gabriela. Là một cử chảo sẹt. Rồi cái chỗ điều là xịt lại kẽm nữa. Chỗ điều cũng có xịt kẽm luôn. Có. Hai đợt kẽm á. Dạ. Cái màu lúa nó khác rồi ta. 7.000 anh bán rồi á, 7.000. 7.000, dạ. Cái mùng 6 này cắt nè. Mùng 6 chín không Quân nha. Chín. Bữa nay mới 26, 25, 10 ngày nữa. 10 ngày nữa. Trái sớm. Mà cái thằng UE18 nè, nếu mà cái lá tươi vậy nè là vô cái bao là tầm khoảng 60 sáu mấy, đúng hoặc rồi. Là bao nào lưng lưng là 56, 57, 56, 57 nặng ký lắm. Mấy ông nội kia chắc có dạng lúa này hoài nó không chín nữa, không có chắc. Cái chai Gabasito là anh cũng pha là 50C ha. Xe máy bay hay là bình máy? Anh xịt cái này xịt tay mà xịt tới 40, tại xịt tới 12 bình. À. 40C. 40C. Cái này anh xịt hơi ít nè. Này xịt tại quên tao tổng có 40. Còn kia kìa lại kia xịt hơi nhiều qua, xịt 80 cha. Ông lão rồi. Đâu đâu đi coi. Tại đây xịt cái cẩm lão. Xịt lão ở đầu xịt tay có ấy à. Dạ. Có chớn luôn. Có chớn nè, tại đây 80 tàu vô nó đẹp ghê. Dạ. Thì so với người ta, hai bông mình so với người ta không bông. Mà bông này cũng dài. Ờ, bông này cũng dài á, tương đối. Tại cái thằng OM thì nó nhạt mắt á. Ừ, nhạt. Mùa nãy nhạt. Dưới cái nhánh á, nhiều hạt hơn. Có chớn nè. Dạ. Tại giờ tính đậm hơn nhiều luôn. Đây OM 18, 86 ngày mà con xem bộ lá đồng rồi nè. Ta thấy cái đó xịt mạnh cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Dạ. Ngon tốn ghê. Tiền. Tốn tiền. Không có tốn tiền mà nó xanh là được rồi, nó xanh nó giữ được. Chứ nếu mà mình so với phân thì nó rẻ hơn nhiều. Rẻ. Dù mình xịt 80. Đúng rồi. Rẻ hơn nhiều lắm. Anh từ khúc này cái lên cái hút còn dư đó. Tại xịt nó ít quá đâu lại đây quên ví dụ là thuốc còn dư nhiều. Tắm ở đây với 80 tàu luôn xanh đẹp ghê. Dạ. Phút cuối thì OE18 nó rất là dễ bị hực lá chân nha bà con. Tức là gục sớm á, làm sao mình giữ bộ lá đồng là bà con cắt, bà con cân cực kỳ có ký luôn. Bà con thấy nè, gạo thì hiện tại nè, vô tầm khoảng, vô no nè, sữa vậy nè, tầm khoảng 7 cho tới 10 ngày là vô đạt rồi bà con, cắt là vừa luôn á. Đối với cà mau thơ học chòi thì anh tiến hành là xịt, bắt đầu từ giai đoạn mà bón phân đón đồng nha bà con. Kết hợp sau này, tại vì chỗ anh Quân anh có xài rồi á, anh Quân chỉ cho anh Năm xài. Anh Quân thì làm lúa ở trên Thạnh Trị á. Khúc này mình thấy có chớn được ha.
Ngon quá, ngon luôn á. Cái này cần mà. Cần cái ha. Có ký. Đúng rồi. Dưới thường cái lá đồng á bà con phải xem á là cái bộ lá đồng nha, chứ không phải là riêng cái lá đài không nha bà con. Cây lúa của mình á, bộ lá đồng. Từ cái lá số 2, số 3 nè bà con thấy nè, còn rất là đẹp. Dạ. Đối với nhiều, rất là nhiều bà con ở khu vực xung quanh đây nè, ai cũng bón phân nước hạt hết. Nên là cái vụ đầu anh kết hợp á là anh cũng có bón phân nước hạt nha bà con. Ở đây là người ta gãi ít nhất khoảng nhiều ký. Nếu mà 5, xung quanh 5 ký, 6 ký. Dạ. Nên là anh cũng có bón phân nước hạt nha bà con. Và bên cạnh đó tức là vừa bón phân nước hạt và vừa phun qua lá luôn. Sản được đó, ba cái đó đỏ quá. Ông ngày nào cũng lội ra đây đây nha. Dạ. Ông chỉ tôi sạch cái thuốc gì. Còn đối với vụ sau thì nếu mà ở đây chỉ mới làm có đám vụ này à. Dạ. Vụ sau tự tin. Đỡ tốn tiền phân. Rồi. Khổ phân nước hạt. Quân điện ra nói cho anh cũng sợ thấy người ta rút hạt, anh cũng quýnh cũng giải luôn. Không, có thử khúc lần kia không không giải, cũng vậy. Dạ. Có thử khúc ngoài đằng đằng nặng rồi. Dạ. Đằng bỏ lại. Chở anh Quân á bà con, hồi vụ tức là lúa ảnh OE18 cắt trước Tết, lúc trước Lưng có đăng cho bà con xem cái miếng đất dưa đó. Là anh cắt, anh thu hoạch được 8 tấn á bà con. Ở đợt đó là do mưa nha. Do mưa mà từ giai đoạn mà lúa chỗ tới giai đoạn chín luôn á. Chứ nếu mà cái miếng lúa của anh á là có thể là cái năng suất là 9 tấn. 9 tấn, 9 tấn rưỡi là phải gu bà con. Do mưa dài luôn. Từ giai đoạn lúa chỗ cho tới chín luôn á bà con. Nên là cắt 8 tấn, nhưng mà đối với cái năng suất 8 tấn cũng rất là cao rồi. Và anh chỉ cho anh Năm kết hợp sử dụng nè. Ở chỗ lúa của anh Quân anh không rước hạt. Nhưng mà chỗ của anh Năm nè, xung quanh người ta rước hạt thôi, anh cũng rước hạt luôn. Cái vụ đầu kết hợp. Thì đối với vụ sau thì tự tin bỏ 4 phân rước hạt hả bà con. Bà con thấy nè, cậy nè. Mới bằng vụ đầu không biết thấy đâu, quýnh rước hạt thôi, giả theo luôn. Lúa đẹp rồi. Đối với dàn lúa này năng suất rất là cao nha bà con. Hơn thành tỷ. Nãy hỏi mới nói. Không có tại dân tại đây á, là anh... tốn phân phải không? Tốn phân cái từ rước động bây giờ tôi giải phải thêm 2 bao nữa. À. Tại người ta năm mấy ngày cái rước thêm cái đầu lúa trổ rìu nó rước hạt cái nữa. Nó sợ xuống lá. Nó nói vậy giải vậy là mình mới hao phân hơn cái năm kia thôi, nó hao hơn mẫu 2 bao là vậy. À, tức là giai đoạn lúa nhỏ thì cũng bón ở cái mức độ bình thường. Bình thường. Ừ, nhưng mà có cái là 50 ngày, 55 ngày giải, rồi đầu trổ qua đều giải. Ở đây giải phân dữ lắm, nó giải vậy đó, nó hao phân thôi. Sợ xuống lá. Rồi nó sợ hực lá chân nè. Cứ dạ. Đem phân tống. Dạ, nếu mà tính ra hồi đợt đóng đồng, bắp là anh có gãi không? Anh có đi theo mấy ông anh kia không? Không, không. Là anh bón đóng đồng xong, xịt màu thao hợp trời là ngưng đấy, luôn. Đúng rồi. Tới tổ rồi đầu rước con bao rồi nữa rồi đó. À, dạ. Tại tôi tính như vuốt thêm mà nó không cho. Chưa quen. À, vụ đầu. Anh cũng sợ trái lá vì đọc cái đồng này mặn là chuyên gia là hực lá chân hết trơn. Dạ. Dạ. Thì đối với vụ sau nha bà con. Tại vì thường á lưng nhắc với bà con, một số bà con khác á, từ giai đoạn đồng á, nếu mà bà con bón phân chuẩn rồi là không cần tốn thêm phân nữa. Cái miếng lúa này nè là thông qua anh Quân thôi, anh Quân anh chỉ anh Năm á là kết hợp làm thôi, Lưng cũng chưa tư vấn kỹ. Tại vì bà con biết sao không, nếu mà điều kiện nó thuận không sao nha. Nếu mà giai đoạn lúa chỗ mà bà con bón phân á, điều kiện nó không thuận, thí dụ sương mù á, rất là dễ bị đông có bông và lem hạt nha bà con. Tại vì lúc mà mình đưa dinh dưỡng vô á, thì cái vỏ chấu mình nó sẽ tương đối là mỏng hơn. Và cái cổ bông của mình á, cái cổ bông nó sẽ mềm hơn, rất là dễ bị gãy cổ bông. Nên là điều kiện thuận á, thì bà con có thể là làm được. Hoặc là bà con sử dụng thay thế đi, phun qua lá. Thì đối với cái biện pháp mà Lưng làm á, là đối với giai đoạn lúa chỗ á, thường là Lưng cho kết hợp kẽm. Tới chỗ điều á, là Lưng cho kết hợp cái gói điều hòa ảnh dưỡng á, không có dinh dưỡng. Trước cái nhiệt độ để cho cây lúa nó điều tiết, nó cân bằng, nó chỗ, nói chung là đều hơn và vô gạo lẹ hơn. Đến công trái me lúc đó đó, cái vỏ chấu nó đã dày rồi bà con. Lưng sẽ đưa dinh dưỡng vô giai đoạn đó. Nhánh nhiều. Cái nhánh nó nhiều, đúng rồi. Năm nay nhánh nhiều. Giờ lúa này năng suất khá nha bà con. Giờ lúa nè. Tại vì anh xà nếu mà cái mật độ giống mà còng nhỏ ở cái mức 17-18 kg là tương đối là dày á. Còn mà đối với dàn lúa, một cái dàn lúa nào mà bà con nhìn từ trên xuống á, giai đoạn chín á, mà bà con không thấy chân, thì cái dàn lúa đó cắt cực kỳ có bao. Chứ bà con thấy giai đoạn chín á, mà bà con nhìn thấy cái chân mà tức là thấy gõ, nó trụ lũi á, mà cái bông nó nhỏ.
thì cát không có bao, còn vàng lúa này nhìn từ trên xuống mà con thấy nè, nên là cát cực kỳ có bao nha bà con. Đối với kẽm thì anh tiến hành là phun xịt là hai giai đoạn nha bà con, chỗ sẹt chỗ đều luôn. Công trái me thì đưa ra ba sito vô rước hạt, rồi bà con thấy nè, hạt cực kỳ tươi luôn. Nếu mà tính ra chính xác á, là vàng lúa này hiện tại quay 18 á, là được 86 ngày nha bà con. Sầu lá chuyến này tốn tiền nhiều hơn năm. Là xịt cử chỗ sẹt sau lá thôi. Dạ, vậy là đỡ tốn tiền rồi. Chứ nhiều vàng lúa bà con xịt gói lúa, bà con xịt nặng, mà cái tiền sau lá thì nó khủng khiếp lắm, tốn lắm. Còn cái việc mà kết hợp với cầu thông học trò á, là Lưng thường cho bà con xài là xen vô, tức là ở đi song song với cái đợt mà bón phân đó bà con. Cái mục đích mình đi song song với những cái đợt bà con bón phân á, để cho cái việc mà hấp thụ dinh dưỡng của cái cây lúa của mình nó sẽ tốt hơn. Cái mục đích là đi song song như vậy đó nha bà con. Còn đối với giai đoạn đón đồng á, thì nhiều bà con muốn kích đồng, tức là để cho hỗ trợ cây lúa hình thành đồng nè, cũng như là thêm nhiều dế nhiều hạt, thì bà con cứ kết hợp ở giai đoạn đồng. Và cái vàng lúa khi mà nó phân chia dinh dưỡng đều á bà con, thì cái vàng lúa của mình nó rất là cứng chắc nha. Và cái bông nó to nữa, nó đều bông nữa bà con. Đây. Đối với vàng cây này thì tầm ở mức là 90 xăng thôi. Vàng cây này không có cao nha bà con. Ôi ôi. Và cái bông này bà con thấy nè, cái bông này ở mức khá nè. Và hạt cái vụ này thì cũng rất là thuận, anh không xịt phẩn luôn. Còn đứng trên góc độ là một người kỹ thuật đi coi lúa á, thì nếu mà giảm rủi ro cho bà con á, thì Lưng sẽ kêu bà con xịt phẩn nha, giãn liều ra. Chứ khi mà bà con không kết hợp phẩn á, lỡ mà cái rủi ro của cái thời tiết đi, thí dụ mưa dập mà hai đám đi, thì phẩn gây hại cho bà con thì Lưng không có muốn. Nên là hầu như Lưng sẽ cho bà con xài phẩn. Còn đối với chỗ ảnh á, thì ảnh tự tin ảnh bỏ phẩn, nhưng mà đứng trên góc độ kỹ thuật thì Lưng sẽ không khuyến cáo bà con bỏ phẩn nha, tại rủi ro nó rất là lớn, mình đâu biết là mưa nắng như thế nào. Đặt hơn về không? Mà cái bông coi thấy cụ ấy gì chứ, kéo là dài dữ chứ. Dạ. Dạ chứ. Cái bông mình thấy, cái bông mình thấy nó tưởng nó nhỏ ha, nè. Trong xã có 130 kg. À bà biết. Mà bông dài cây bự. Bà biết, nó giá cao nè. Không cắt cái cừu lên. Cắt rồi mấy thằng kế bên nó lại. Con nó kêu mướn. Nó lại nó cậu ông nậu cái gốc rạ của ông nè. Cứng hả? Có kiểu bự á. Không gốc rạ, nó nhổ gốc rạ coi không. Dạ. Cái thuốc này tôi vừa xịt, anh biết anh xịt anh thích gì không? Cái lúa nó không có cào, không có giống cào. Dạ. Nào cái mức. Giờ mới thấy cái lúa nó ngang với ta mà, nhưng mà cái lá đài của nó đứng, chứ của ta nó cong chứ nó không có nó đứng. Dạ. Anh xịt nó thích cái đó. Thích cái đó là cái lá nó đứng rồi. Dạ. Dưới cây, nếu mà cái cây anh cảm nhận anh quên, thấy nó cứng không? Cứng. Dạ, cứng cây. Chỗ này là dày khủng khiếp nè. Anh còn ém nước đó bà con. Ém nước, ém nước thì yếu. Ơi, do trong động rồi, mà đi là nó bật ra luôn. Trong đó là tại đó nó thua, tại nó dày nó yếu. Dày yếu. Dày thấy nó yếu rồi. Ta thấy dày hơi dở rồi, nó yếu. Thưa nó quan hợp đủ. Nhưng nếu mà tính ra cái nếu mà mấy chỗ dày cũng không yếu đâu nha nè. Quên nè. Nó yếu cái loại chỗ mấy chỗ thưa thôi. Nó hơi yếu hơn cái chỗ thưa. Chỗ này bông dữ ha. Chỗ này bông. Cái cứng ngắc, bông bự mà. Bông dữ. Túm rồi. Áo tấn à, dạ. Tấn mấy à, ừ. Rồi tới hè thu nó có 4 tấn, 5 tấn không à, dạ. Sao dám mướn nữa, phân nó mắc nữa. Dạ, còn vụ này là năng suất cao nè, giá cao luôn ha. Vụ này giá cao mà thấy lúa ngon nè, chứ mấy vụ kia lúa hắc lắm. Dạ. Vụ kia trời ơi, lúa gà đã trái mẹ hết rồi. Dạ. Ở đây thì thói quen của bà con ở đây chắc quen 18 không? Quen 18 không à, quen dạ. 18.